À, xin chào các bạn trở lại kênh của gia đình Tính Mập TV. Thì chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ. Thì hôm nay sáng ngày 27 Tết các bạn đó, thì mình đi mua cái con mấy con gà về ăn Tết các bạn đó. Thì ở đây là cái trại gà đó, thức ăn để bao rồi. Đó, thì ở đây ông anh có nuôi mấy chú chó để giữ nhà, cũng cũng cho ăn uống đầy đủ các bạn. Ở bên đây cũng có mấy chú chó nè, mấy chú chó này dữ lắm. Ở đây có nuôi bồ câu à. Đây, con sông chạy lên tới nhà mình đó các bạn. Đây con sông mà, con sông chạy lên tới nhà mình luôn á. Có quấu đồ. Đây con sông cá rất nhiều các bạn. Đó, còn đằng đây là bồ câu mà coi nó đi lên tất luôn các bạn nè. Đó, bồ câu chứ phải gà nha các bạn. Đó bồ câu. Có mấy chú bồ câu nè. Đây có mấy cây mai mà chúng cũng có bông nở rồi các bạn. Đó. Đã chưa? Đó, hoàn cảnh hữu tình à, có mấy con chim bồ câu nó bay à. Có quấu đồ. Đây là con sông trước cửa nhà mình nè các bạn, nó chảy ra tới đây nè. Nó thì trước cửa nhà ai cũng có con sông hết á. Rồi anh Ba Đen anh bắt gà ra. Ê, khiên phụ cho. Anh em cho mày vô cái cầu. Phước công. Cầu cầu đang yếu à. Dưới đá, dưới đá cả. Khi là nó vừa mát. Đó ai có mua liên hệ mình dắt lại tới nhà các bạn. Trời ơi anh Ba ảnh chuyên gia, ổng nuôi gà, cung cấp gà thịt, gà trứng đủ loại. Không có dây à? Lụm đại mấy cái dây nó xé làm đôi được rồi, hai cái được hai con rồi. Rồi đó, như đó là bốn con rồi đó. Hai thằng vô cộng dây được rồi, hai ba thằng vô cộng dây luôn đi. Chết cha bà, cái bà chủ về quay phim bà ngoại luôn nè.
Nó thì mình mua gà về mình cúng mùng 3 các bạn, thì ở đây mình cho mấy ông anh mình người hai con. Nó thì bây giờ thôi xin dừng video tại đây các bạn. Thì anh ba của mình nuôi gà thì nhà kế nhà mình đi bộ qua tới à. Đó thì các bạn thấy cái bóng cây cao đó không, là nhà mình đó. Đó, thôi thôi dừng video tại đây, chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ. Xin chào, thì các bạn xem nhớ chia sẻ video cho nhiều người xem, và các bạn chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ được rồi. Xin chào.